Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 4. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày Toán 4 tập 1 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Chúng ta cùng đến với bài tập hàng ngày 8. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Một lớn phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1. Trong các góc dưới đây, góc nào là góc nhọn? Chúng ta thấy ngay đó là đáp án A rồi đúng không? Góc nhọn là nó nhỏ hơn góc vuông kìa mà. Đáp án A nhé. Thế còn tiện là các đáp án đây chúng ta thấy rằng là đáp án C này nó là góc vuông này. Đáp án B này, cái góc này nó lớn hơn góc vuông. Đây là góc tù. Và ở đáp án D, góc này gọi là góc bẹt thì nó bằng hai góc vuông nhé. Câu trắc nghiệm 2. Hình bên có mấy góc nhọn? Bây giờ chúng ta sẽ vừa đi liệt kê vừa đánh số thứ tự luôn. Các em nhìn này. Thầy có này, một góc nhọn này. Em thấy chưa? Số 1 thầy đánh số 1 đây nhá. Cái góc màu vàng này, một góc nhọn. Các em có thể dùng thước để các em kiểm chứng. Góc số 2 là góc nhọn này. Góc số 3 này là góc nhọn này. Ở đây thầy có 3 góc nhọn, như vậy thầy sẽ chọn đáp án C. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 3, hình bên có mấy góc bẹt. Thì cách để xác định góc bẹt, thầy có một kinh nghiệm cho các em như sau. Chúng ta thấy rằng những cái điểm nào ở giữa đấy thì nó sẽ tạo ra được những góc bẹt. Các em hiểu chưa nào? Đây. Một góc bẹt này. Hai góc bẹt này. Như vậy chúng ta chọn cho thầy là đáp án B ở trong câu trắc nghiệm 3 này. Một cái khác các em có thể kiểm tra đó là tại cái điểm ở giữa này chúng ta dùng cái thước chúng ta đặt nó là một đường thẳng rồi đúng không? Tại một đường thẳng có một cái điểm này chắc chắn có góc bẹt các em nhé. Đó, đây thế. Tại một đường thẳng này có một cái điểm ở đây thì chắc chắn điểm ở giữa này chắc chắn đây là góc bẹt rồi các em ạ. Đó. Tiếp theo thầy trò chúng ta đến với câu trắc nghiệm 4. Góc tạo bởi hai kim đồng hồ khi đồng hồ chỉ 4 giờ là góc gì? Thế bây giờ chúng ta một là các em tưởng tượng trong đầu 4 giờ là kim ngắn chỉ ở đâu, kim dài chỉ ở đâu. Hai là chúng ta có thể mượn ngay cái bài tập số 4 này các em này. Đó, bài tập số 4. Thầy sẽ dùng cái hình cuối này đi chẳng hạn. Cái hình cuối này đang là 3 giờ đúng không? Khi là 4 giờ là cái kim ngắn nó sẽ chỉ số 4 các em ạ. Đấy, kim ngắn chỉ số 4. Đây, thầy sẽ vẽ bằng bút chì nhé. Thầy mượn cái bài số 4 này luôn. Kim ngắn là chỉ đây. Như vậy một cạnh là kim ngắn chỉ số 4 này, còn kim dài là chỉ số 12. Chúng ta thấy đây là góc gì các em? Đây là góc tù các em ạ. Như vậy ở trong câu trắc nghiệm 4 này chúng ta sẽ chọn cho thầy là đáp án là B nhé. Đáp án B, góc tù các em ạ. Câu 5. Câu đúng là góc vuông nhỏ góc nhọn, cái này sai rồi, góc vuông lớn góc nhọn. Ý B này, góc nhọn lớn góc bẹt, góc nhọn là bé nhất, không thể lớn góc bẹt được, sai. Ý C, góc nhọn nhỏ góc tù. Thì cái này đúng rồi, góc nhọn nhỏ góc tù. Góc nhọn là bé nhất rồi mà. Góc tù bằng 2 góc vuông, cái này sai. Góc bẹt mới bằng 2 góc vuông các em ạ. Thầy cho chúng ta cùng chuyển sang bài số 1. Phần tự luận, bài 1. Điền dấu tích vào ô trống dưới các góc nhọn. Cái góc đầu tiên là góc nhọn rồi, chắc chắn rồi, góc nhọn. Dấu tích. Góc này cũng là góc nhọn. Còn góc này nó đang là góc tù các em ạ. Bởi vì nó lớn góc vuông. Góc này cũng vậy luôn, không phải góc nhọn này. Góc này không phải góc nhọn. Như vậy chúng ta chỉ có hai góc đầu tiên là góc nhọn thôi. Bài 2, điền dấu tích vào ô trống dưới các góc tù nhé. Góc đầu tiên này chắc chắn rồi, đây là góc tù rồi. Góc tiếp theo, đây không phải góc tù, đây là góc bẹt các em ạ. Góc này thì sao nhỉ? Góc này là góc tù. Thành dấu tích này. Góc này là góc nhọn, không phải rồi, góc này góc tù đúng rồi, góc tù lớn góc vuông các em nhé. Xong bài 2. Tiếp theo là thầy cho chúng ta cùng chuyển sang bài tự luận 3, điền số tích hợp hình vẽ bên. Chúng ta quan sát xem là có bao nhiêu góc nhọn, bao nhiêu góc bẹt, bao nhiêu góc vuông, bao nhiêu góc tù. Bây giờ thầy sẽ đi đánh dấu đỉnh và sau đó lát nữa thầy sẽ giải thích cho các em dễ hình dung. A này, B, C, D, E. Bây giờ chúng ta đã đánh dấu đỉnh xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi xác định cho thầy là từng đỉnh xem là có mấy góc nhọn nhé, như thế cho nó dễ. Bây giờ tại đỉnh A này thì chúng ta có một góc nhọn. Các em đồng ý chưa? Một góc nhọn này. Tiếp theo tại đỉnh B thì chúng ta nhìn thoáng qua là đang có hai góc nhọn, đó là một góc màu vàng, một góc màu xanh này đúng không? Có hai góc nhọn, nhưng mà các em nhìn kỹ cho thầy này. Tại đỉnh B ấy thì chúng ta sẽ có là ba góc nhọn đấy. Cụ thể là góc nhọn đỉnh B cạnh BE và BC, chúng ta có thể dùng cái thước đo góc này, chúng ta đo thấy rằng là cái góc đỉnh B cạnh BE BC này nó bé hơn góc 90 độ, tức là góc nhọn rồi.
Ở đây chúng ta thấy rằng nó có ba góc nhọn. Đó. Tiếp đến đó là đỉnh C thì không có góc nhọn này. Đỉnh D có mấy góc nhọn? Cũng tương tự như vậy, đỉnh D có ba góc nhọn. Một là màu xanh này, hai là màu vàng này, và cái góc nhọn thứ ba là góc nhọn đỉnh D cạnh DE DC, nó cũng là góc nhọn các em ạ. Như vậy chúng ta có đỉnh D này là có ba góc nhọn các em ạ. Đó. Và đỉnh E chúng ta có một góc nhọn, thầy đánh dấu chấm đây này, đỉnh E có một góc nhọn. Hết rồi các em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi đếm tổng có bao nhiêu. 1 cộng 3 là 4, 4 cộng 3 là 7, 7 cộng 1 là 8. Vậy chúng ta có tất cả 8 góc nhọn. Đó. Tiếp đến là góc bẹt. Góc bẹt thì chúng ta nhìn thấy này, có một góc bẹt thôi, đó là góc bẹt đỉnh B. Các em nhìn thấy không? Có một đường thẳng đi qua điểm B này, đỉnh B này, à, thấy chưa? Đó, một đường thẳng đi qua đỉnh B, như vậy chắc chắn đỉnh B nó chính là góc bẹt rồi. Đó. Góc bẹt là cạnh BA BC đấy các em ạ. Một góc bẹt nhé. Tiếp đến là có bao nhiêu góc vuông? Thì đây chúng ta có một góc vuông thôi. Các em nhìn thấy góc đỉnh E màu vàng chưa? Góc đỉnh E cạnh ED và EB, một góc vuông thôi các em ạ. Góc tù nào? Góc tù các em nhìn kỹ với thầy nhá. Chúng ta xét từng đỉnh, đỉnh A không có rồi, đỉnh B có không nhỉ? À đỉnh B. Đỉnh B có đấy các em ạ. Góc đỉnh B nó có tận hai góc tù em nhé. Góc đỉnh B này, góc tù đỉnh B nhé. Mình có cạnh gì? À các em nhìn quan sát cho thầy này. Chúng ta có cạnh BA, BE thì đây là một góc tù đấy các em ạ. Đây này. Cạnh BA, BE. Tiếp theo, góc đỉnh B này chúng ta có cạnh BA, BD. Các em ạ, cạnh BA, BD nó là một góc tù đấy. Các em có thể dùng thước đo góc em đo. Đỉnh B này. Cạnh BA, BD. Đó. Tiếp theo góc đỉnh C chắc chắn rồi, đây là góc tù rồi, góc đỉnh C. Rồi đến góc đỉnh E, chúng ta có góc đỉnh E cạnh EDEA các em nhé. Góc đỉnh E này. Chúng ta có cạnh EDEA, góc đỉnh C thầy bổ sung nữa, đây là cạnh CACD nhé. CACD hoặc là CBCD cũng được. Chúng ta đếm nào. 1, 2, 3, 4 góc tù các em ạ. Như vậy chúng ta sẽ điền số 4 vào đây. Thầy trò chúng ta đã làm xong bài tự luận 3 rồi. Tiếp theo là bài tự luận 4. Quan sát và cho biết góc tạo bởi kim giờ và kim phút là góc gì. Cái đồng hồ thứ nhất này chỉ 10 giờ. Đây ta thấy góc này là góc nhọn, góc vuông, bé góc vuông rồi. Đây là góc nhọn các em ạ. Là nối với góc nhọn nhé. À, đồng hồ chỉ 8 giờ à. Rồi kim ngắn này chỉ số 8, kim dài chỉ số 12. Góc này là góc tù lớn góc vuông các em ạ. Chúng ta nối với lại góc tù. Góc này góc chỉ 6 giờ là góc bẹt rồi. Và cái góc chỉ 3 giờ nó chính là góc vuông. Vậy là chúng ta đã xong bài tự luận 4 rồi. Tiếp đến là bài tự luận 5. Dùng thước đo góc để đo và hoàn thành bảng dưới đây. À, chúng ta quan sát hình bên này này. Với góc đỉnh A cạnh EAB, góc đỉnh A, chúng ta dùng thước đo góc. Đây, thước đo góc của thầy đây. Tâm của cái thước, thầy sẽ đặt trùng với đỉnh A. Các em thấy chưa? Đây, tâm của thước đây. Các em nhìn kỹ cái đầu bút của thầy nhé, đúng chưa? Đó, tâm của thước đặt trùng với lại cái đỉnh A này. Một cạnh nó sẽ đi qua vạch số 0. Rồi, thầy có cạnh EA đi qua vạch số 0 bên trong. Các em nhìn kỹ chưa nào? Và chúng ta thấy rằng là cạnh còn lại là cạnh AB. Chúng ta đang nhìn thấy nó đi qua số nào nào? À, chúng ta hơi khó nhìn, chúng ta có thể đặt cái thước này. Nó đi qua, chúng ta nhìn thấy này. Nó đi qua số 130 và đi qua đi giữa này. 130, 140 thì giữa hai số này nó sẽ chính là 135 độ các em ạ. Đó, chúng ta sẽ ghi đây là số đo góc là 135 độ. Nó lớn hơn 90 độ, tức là lớn hơn góc vuông thì nó là góc tù rồi. Gọi góc là góc tù. Tiếp theo là góc đỉnh E cạnh EAC. Đây, góc đỉnh E đây. Tâm của cái thước này trùng với đỉnh E. Một cạnh đi qua vạch số 0, nó chính là cạnh EC đi qua vạch số 0. Các em nhìn chưa nào? Đi qua vạch số 0 này. Cạnh còn lại cạnh EA.
cái đường thẳng cái cạnh EA này đi qua cái điểm nó nằm giữa cái số 40 và số 50, tức là 45 độ các em ạ. Góc này là góc nhọn rồi. Tiếp đến góc đỉnh D cạnh DEDC. Góc đỉnh D này. Cạnh DEDC chúng ta nhìn thấy ngay không? Nó là góc bẹt rồi. 180 độ. À, như vậy là thầy trò mình đã làm xong bài tự luận 5, kết thúc bài tập hàng ngày 8 rồi các em ạ. Thầy chúc các em học thật tốt nhé. Còn bây giờ thầy thân ái và chào tạm biệt các em.